những yếu tố cần cân nhắc khi lưu trữ tế bào gốc. Tất cả các trường hợp sản phụ và thai nhi khỏe mạnh, có nhu cầu lưu trữ máu dây rốn đều có thể đăng ký để gửi tế bào gốc máu dây rốn. Đặc biệt, các trường hợp muốn lưu trữ máu dây rốn để chữa bệnh cho đứa con trước sẽ được ưu tiên tối đa. Về cơ bản, máu dây rốn dịch vụ sẽ sử dụng cho chính đứa trẻ hoặc cho người trong gia đình của đứa trẻ tùy theo mức độ hòa hợp và chỉ định của bác sĩ, nên tiêu chuẩn không quá ngặt nghèo. 1. Những trường hợp cần cân nhắc trước khi sử dụng dịch vụ lưu trữ máu dây rốn. Người mẹ mắc một số bệnh truyền nhiễm HPV, HCV, CMV, bệnh chuyển hóa, đái tháo đường, bệnh mạn tính, tim mạch, tiêu hóa, bệnh bẩm sinh, mang gen thalassemia vẫn có thể lưu trữ máu dây rốn cho con mình. Trường hợp người mẹ mắc bệnh lý liên quan đến ung thư và đã điều trị ổn định, ung thư hạch, ung thư máu, ung thư tuyến giáp. Nếu việc điều trị hoặc bệnh tật không ảnh hưởng đến chất lượng tế bào gốc trong máu dây rốn của đứa trẻ thì cũng có thể cân nhắc lưu giữ máu dây rốn. Tuy nhiên, về mặt nguyên tắc, khi người mẹ đã hoặc đang có bất kỳ bệnh lý khi mang thai, ngân hàng tế bào gốc không thể đảm bảo chắc chắn bệnh lý đó về tương lai lâu dài có thể gây ảnh hưởng đến tế bào gốc của trẻ hay không. Nếu gia đình vẫn quyết tâm lưu giữ máu dây rốn, gia đình sẽ được tư vấn kỹ và cam kết chấp nhận những nguy cơ nếu đơn vị máu dây rốn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố trên trước khi quyết định lưu trữ. Đối với tiền sử bệnh lý của bố, khuyến cáo cơ bản tương tự như đối với mẹ, như mức độ ảnh hưởng trực tiếp sẽ thấp hơn, gia đình sẽ được tư vấn cụ thể tùy từng trường hợp. 2. Thai nhi có vấn đề như thế nào thì không lưu trữ máu dây rốn. Khi xét nghiệm trước sinh nghi ngờ có những bệnh lý bẩm sinh liên quan đến tế bào gốc tạo máu thì không nên lưu giữ vì nhiều khả năng không sử dụng được về sau. Ví dụ như mắc bệnh tan máu bẩm sinh, xác định bằng xét nghiệm gen, hội chứng Đao vì có nguy cơ tiến triển thành ung thư máu, rối loạn gen hoặc nhiễm sắc thể phức tạp khác. Nếu trong quá trình sinh nở có dấu hiệu nhiễm trùng, dịch ối đục, lẫn phân su, suy thai thì cũng không nên lưu vì có thể nhiễm khuẩn cho máu dây rốn. Trường hợp trẻ chỉ có các dị tật về mặt hình thái, không liên quan đến di truyền, tim bẩm sinh, sứt môi, hở hàm ếch thì vẫn có thể lưu giữ tế bào gốc máu dây rốn. Thai nhi mang gen thalassemia nhưng không bị bệnh vẫn có thể lưu trữ được nếu trẻ chỉ mang một gen lặn và một gen bình thường. Những người mang gen nhưng không mắc bệnh hầu như tạo máu bình thường và không có thiếu máu, nên tế bào gốc của họ cũng sẽ sinh máu tương đối bình thường trong cơ thể bệnh nhân sau khi ghép.